ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phần 7, phỏng vấn đặc biệt kỹ sư Đỗ Như Điện để tìm hiểu về một di sản lớn của nền đệ nhất Cộng Hòa qua tác phẩm Chính đề Việt Nam. Chương trình do Phạm Bá Hân thực hiện. Thế thì đối với Nga đó thì thấy rằng là khi mà cái Marx, cái lý thuyết của Marx đưa ra đó, thì đây là một cái phương pháp mình phải dùng, cái phương pháp này. Bởi vì cái phương pháp của Âu Châu là phương pháp sản xuất, phương pháp kỹ thuật hóa và gia tăng sản xuất và làm cho kỹ nghệ phát triển và dân giàu. Thì dân giàu đó thì nó tạo ra hai thành phần xã hội, một phần chủ và phần nhân công. Cái phần nhân công thì nó là bị bóc lột. Thành ra bây giờ để giải quyết cái đó thì Marx đưa ra cái đó, Nga chụp cái đó liền. Và nếu mình dùng cái này, mình sẽ giải quyết được vấn đề kinh tế, bởi vì lúc đó Nga đang bị xuống. Và nếu giải quyết được vấn đề này rồi mà dùng cái phương tiện này thì mình vứt bỏ, xong rồi vứt bỏ. Đến nỗi mà Mao Trạch Đông cũng nói như vậy mà, chứ đâu phải không đâu. Tôi xin đọc một cái câu Mao Trạch Đông nói để anh nghe nhé. Thì tôi xin lấy một cái đoạn ngắn thôi. Mao Trạch Đông: sở dĩ chúng ta nghiên cứu thuyết các Marx không phải vì luận điệu tốt đẹp của nó, cũng không phải vì nó đựng một phép thần diệu để trừ ma quỷ. Nó không đẹp, nó cũng không thần diệu, nó chỉ lợi ích. Có nhiều người cho nó là thần diệu trừ bá chứng. Chính những người này đã xem thuyết các Marx là một giáo lý. Phải nói cho những người này hiểu rằng giáo lý của họ không có ích lợi bằng phân bón. Phân bón còn làm giàu ruộng đất, giáo lý không làm được điều đó. Đó là nhận định của Mao Trạch Đông về. Vì vậy Mao Trạch Đông cũng có chung cái tư tưởng kiểu như Nga, tức là sử dụng cộng sản như một phương tiện thôi để giải quyết vấn đề của đất nước. Nhưng mà cái khốn nỗi mà hồi nãy mình nói tới miền Nam thì miền Bắc bây giờ ra sao? Là suốt từ 80 năm cộng sản rồi thì cho đến bây giờ Việt Nam vẫn muốn coi cộng sản là cái lý tưởng của mình, là lý tưởng theo đuổi. Đó là cái đau đớn. Người ta thì dùng là phương tiện, còn mình là lý tưởng, thành thế cứ phải gắn với người ta biết. Thì đó là cái vấn đề mà anh đề cập tới. Vâng. Thưa anh, về cái điều kiện nội bộ anh còn có gì thêm không? Về điều kiện nội bộ thì trong này có rất nhiều điểm đã nhắc đến. Chẳng hạn như khi mà nói tới điều kiện nội bộ ở Việt Nam thì nói tới cái tổ chức xã hội, nói tới những cái vấn đề lao động, nói tới những cái vấn đề, đặc biệt là nói tới vấn đề lãnh đạo. Lãnh đạo. Thế thì cái quan niệm lãnh đạo ở Việt Nam mình trong suốt một cái quá trình dài đó là dùng Khổng Mạnh làm kim chỉ nam cho lãnh đạo. Và đất nước xây dựng cái thể chế dựa trên cái đường hướng ấy của Trung Cộng cũng như của Việt Nam. Thế nhưng mà trong cái quan niệm này thì trong sách này đề cập và nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, lãnh đạo và người mà thiểu số lãnh đạo và đa số bị lãnh đạo, chịu lãnh đạo, thì hai cái thành phần đó luôn luôn là những cái xung khắc. Vì vậy muốn cho đất nước tiến bộ thì làm thế nào? Người lãnh đạo phải có tầm, có cỡ và phải nắm vững vấn đề. Phải nắm vững vấn đề. Những vấn đề đưa ra là bao nhiêu vấn đề của đất nước thì những người lãnh đạo phải thông suốt. Và thành phần được lãnh đạo, tôi nói là quần chúng đó, thì phải thông cảm và hiểu được cái nhu cầu của mình. Thành ra cái vấn đề còn quan trọng trong cuốn sách này đề cập rất nhiều tới người lãnh đạo, thành phần lãnh đạo, xây dựng lãnh đạo và làm thế nào để người lãnh đạo nắm vững, hiểu được vấn đề.
và khi hiểu được vấn đề và người dân đồng thuận với những cái hiểu biết đó và người dân cũng phải hiểu, vậy thì mỗi cái công tác đó không phải là chuyện đơn giản. Bởi vì xây dựng được một cái đội ngũ lãnh đạo mà hiểu được lòng dân, hiểu được vấn đề là một vấn đề sinh hoạt mà bây giờ mình gọi là dân chủ. Đó. Nó hết sức là lâu và hết sức là khó. Thì trong này đưa ra tất cả những cái bước tiến nó có như vậy anh. Dạ. Bây giờ chúng ta đi qua, thưa anh, kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin đi sang phần thứ 4. Tức là những cái lập trường hay những cái giải pháp và những giải pháp thích hợp. Thì theo anh thấy thì cái lập trường thích hợp này mình có thể hiểu được đó là những cái định hướng cần thiết rồi để mà vâng. Thì có thể nói như thế này, một đưa ra rất nhiều những cái dữ kiện để chọn cái định hướng. Thì một trong những cái được nhấn mạnh nhiều nhất đó là cái vấn đề Tây phương hóa. Vâng. Đó. Thế thì từ cuốn sách từ đầu cho đến cái ngang cái khúc này, tức là ba cái phần trên đó, thì từ cái phân tích thế giới cho tới cái bối cảnh của Việt Nam, và từ cái bối cảnh của Việt Nam với những cái gì mình đang có, thì bây giờ cái phần này nó là phần quan trọng, rất quan trọng. Đó là nếu diễn tiến như vậy thì Việt Nam sẽ phải phát triển, và muốn phát triển thì phải sử dụng cái gì, phải làm cái gì. Thì tác giả nói tới cái vấn đề gọi là Tây phương hóa. Vậy Tây phương hóa là cái gì? Tây phương hóa ở trong này không có nghĩa là chỉ có thuộc vấn đề kỹ thuật, mà đó là vấn đề nhu cầu thật. Tức là những cái sáng kiến của người ta, và mình phải học những cái sáng kiến đó, và mình sử dụng cái sáng kiến đó thích hợp vào hoàn cảnh của Việt Nam. Đấy. Và khi mà đưa vào như vậy thì nó sẽ tạo ra hai cái luồng có thể là chống chọi nhau. Một là những người bảo thủ sẽ cho rằng nếu mình thu nhận tất cả những cái sáng kiến thì mình sẽ làm mất đi cái bản sắc của dân tộc hay không. Đấy. Thì đó cũng là một cái khía cạnh cần phải giải quyết. Thế thì nhưng mà trong này cũng đưa ra những cái mẫu mực về kinh nghiệm. Thì cái kinh nghiệm mà trong sách có đề cập tới đó là cái kinh nghiệm của Nhật Bản. Đó. Đó. Cũng cái thời Chúa Nguyễn, nhà Nguyễn. Đó. Thì đồng thời bên Nhật họ cũng rơi vào cái tình trạng chậm tiến, nhưng mà họ mở ra để họ học những cái kỹ thuật của Tây phương, và trong một thời gian vừa phải họ đã vượt lên và họ đã sử dụng những cái Tây phương hóa đó vào đất nước của họ để họ trở nên một nước hùng mạnh để mà đánh bại cả Nga. Thế thì bên phía Việt Nam khi đưa vào những cái như vậy thì như tôi nói, nó có tạo nên một cái trở lực, tức là làm sao để vẫn giữ được bản chất, bản sắc dân tộc mà vẫn sử dụng các cái kiến thức ấy. Thì đây là một cái vấn đề mà các người lãnh đạo cũng như người dân phải nhìn ra vấn đề và phải có cái giải pháp để mà dung hòa được. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà mình cứ chần chừ chọn cái này lấy cái kia thì sẽ không bao giờ tiến được. Do đó cái đề nghị ở trong cái phần này đó là đã Tây phương hóa thì phải rốt ráo, phải triệt để, phải quyết làm cho bằng được. Và như vậy đó thì tất nhiên mình cũng phải gạn lọc những cái gì mà cái văn hóa của mình đấy nó trì trệ, nó làm cho cái đất nước không phát triển được, thì cũng phải thay đổi. Đấy, thì đó là những cái điều đưa ra.
Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Thành Trang kính mời quý vị đón xem phần 6 và 7 của cuộc phỏng vấn kỹ sư Đỗ Như Điền vào Chủ nhật ngày 1 tháng 12 2019 vào lúc 11 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Thành Trang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.